ái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên nha, kênh giao lưu cây kiểng trên toàn quốc, giới thiệu một số mặt hàng hoa kiểng miền Tây cũng như miền núi nha. Mến chào anh Lợi ơi. Kính chào bà con đang xem kênh Bonsai Lệ Nguyên. Hôm nay em làm cái clip này là thứ là 81 nha bà con, để giao lưu với bà con một số cây như bonsai mini mình để bàn nha, gồm có như là linh sam và cần thăng và khế và bằng lăng như thế nha bà con, bằng lăng lá chung nha. Để lâu lâu qua số điện thoại của em là 0772 8772 78 nha. Em ở tại khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Môn, phố Cần Thơ. Rồi, đầu tiên do hôm nay là mã số 1 nha bà con, hôm nay em quay về mã số 1 nha, clip 81. Đây một cây cần thăng mini để bàn nha, cái này là dạng nhỏ thôi nha. Đây hàng này hàng để bàn mini, chiều cao của nó nha là 28, tán rộng là 31 nha. Đây cây này rất là đẹp nha bà con, hàng mình chưng bonsai để bàn rất là có duyên nha. Đây hoành cũ em đo là 30 nha. Đây hoành thăng đặt này là 17 nha bà con, này người ta đã vô dây phơm sẵn cho mình rồi, về dưới mình nuôi mình chơi thôi nha. Rồi mã số 1 giao lưu với bà con có giá là 400.000 đồng thôi nha, em bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi tiếp tục đến với mã số 2 là một cây khế, đây khế chua ghép khế siêu trái nha bà con. Đây cây này thì được cái bộ đế rất là quái nha, rất là đẹp nha, chiều cao của nó là 58 nha, tán lá rộng là 48. Cây này là hàng từng chậu nha bà con, hoành thân là 10 thôi. Đây hoành đế của nó là 62. Đây giống như một con thú đang nằm luôn nha bà con, rất là quái nha. Đây mã số 2 nha, cái này thì em không ship chậu được nha, không sẽ bó bầu, đây chậu xi măng. Mã số 2 là giao lưu có giá là 600.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn nha. Đây tiếp tục mã số 3, đây là một cây khế siêu trái luôn, ghép khế siêu trái luôn nha. Đây cây này có nồi đế rất là đẹp nha bà con, cây này cũng là hàng từng chậu luôn, chiều cao này của nó nha 115. Đây tán ngang của nó nha là khoảng là 70. Đây hoành thân này của nó là 29 thôi, thân 29 nha, tổng nồi đế là 130. Cái này có bộ đế rất là đẹp nha bà con, đây nồi đế này là khỏi chê bộ đâu luôn. Đây có một vết hẹo chỗ này nha, nhưng mà không sao, nó sầm hết rồi con yên tâm. Đây mã số 3, cái này em cũng không thiết chậu nha. Đây cây khế ghép khế siêu trái luôn, đế rất đẹp, có giá 1.400.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn nha, nhưng mà hàng này theo bó bò. Đây tiếp tục là mã số 4 nha, là một cây bằng lăng hoa tím lá chung. Đây ơ cái này lá nhỏ nhưng mà lá chung, nhưng con phải da ổi nha. Đây bà con xem kỹ phân biệt đó nha, da ổi là cái da nó láng, đây lá nó nhỏ thôi. Cây này đã sống tốt khỏe, hàng từng chậu rồi nha bà con. Đây thì thế bà con về nuôi vậy yên tâm cái sức sống đó nha. Chiều cao của nó nha là 110. Đây tổng vành của nó nha là 150 nha bà con, hết cái bút chay luôn nha. Loại này về bà con mình có thể ghép từng vi chơi nha. Đây cây này rất là to, này là bằng lăng rừng nha bà con, bằng lăng núi nha, bằng lăng qua tí lá nhỏ nha. Cây đã sống tốt khỏe bà con yên tâm, cây này cũng nặng cả khoảng trên 100 kg nha bà con, nhưng mà hàng đã nuôi sống khỏe rồi. Đây mã số 4 nha, cây này giao lưu với bà con có giá là 1.800.000 đồng, bao ship cho bà con mình luôn nha. Cái này rất là nặng nha bà con, đây rất là to nha, phí ship nó cũng hơi nặng. Rồi tiếp tục đến với mã số 5, đây mã số 5 là cây linh sam siêu hoa nha, cây này có dáng bay rất đẹp nha bà con. Đây chiều cao của nó nha là 29, tán lá rộng là 58 nha. Còn thân em đo này 15 nhưng mà mình trừ hao 14 đi nha. Cái này có dáng nghệ thuật rất đẹp luôn, đây thân nó co lắc bay luôn nha. Đây vàng chi tay đều ấm mịn hết luôn, rất là đẹp nha. Rồi có giá 1.200.000 đồng, bao ship cho bà con luôn nha. Đây đến với mã số 6 là cây linh sam siêu hoa luôn. Đây dáng lắc rất đẹp nha bà con, chiều cao là 29 nha, tán lá rộng là 45, hoành là 12, 13 yếu một tính 12 nha. Cái này cũng lắc rất là đẹp luôn, nghệ thuật luôn nha. Đây mình co lắc xuống đây, vàng lắm bệnh hết trơn luôn rồi nha. Rồi 1.100.000 đồng, bao ship cho bà con luôn nha. Rồi tiếp tục đến với mã số 7, cũng là cây linh sam siêu hoa luôn. Rồi dáng nó co lắc nha bà con. Đây chiều cao này của nó là 33, tán rộng của nó là 50, 54 nha.
Hoành là 14 nha bà con. Đây được, thân dán co lắc luôn. Đây tàn ấm mình hết trơn rồi nha. Đây khá là quái. Đây. Rất là đẹp luôn nha. Đi tay lục lịch. Rồi 1.100.000 đồng bao ship cho bà con luôn nha. Rồi tiếp tục cũng một cây linh sam siêu hoa luôn, mã số 8. Đây cây này cũng có dáng bay rất đẹp luôn nha bà con, dáng nghệ thuật luôn nha. Chiều cao này là 25 nha, tán lá rộng là 65. Hoành em đo vị trí là 13 nha. Đây thân hình bay co lắc rất đẹp luôn. Chi tay thì cốt cành ấm hết trơn rồi nha. Đây đều hết rồi, mã số 8. Đây có giá là 1.100.000 đồng luôn nha. Hàng này tất cả anh em sẽ đều đấm sọt hết cho bà con, bảo đảm cây an toàn luôn nha. Đây mã số 9, một cây linh sam song hinh siêu bông nha. Cây này có dáng gắt quái nha bà con, tai chi cũng đã ấm mịn hết rồi. Chiều cao là 35, tán lá rộng này là 70. Đây thân là 25 nha. Cây này dáng rất đẹp nha bà con. Đây hai thân này dáng nó co lắc lượn lên rất là đẹp luôn. Này rồi giờ tới nhà con đâm chồi lên là mình treo qua luôn nha. Mã số 9 nha. Đây rất đẹp luôn, có giá là 1.400.000 đồng thôi, bao ship toàn quốc này cho bà con luôn nha, bao gồm chậu luôn. Rồi tiếp tục mã số 10, cũng là cây linh sam siêu hoa luôn nha. Đây dáng nghệ thuật luôn, bonsai. Chiều cao là 35, tán lá rộng này là 60 nha. Đây dáng này dòm rất là hay nha bà con. Hoành là 15 thôi. Đây thân hình co lắc đây, rất đẹp nha. Đây mã số 10. Đây cái này giao lưu với bà con có giá 1.200.000 đồng nha, em cũng bao ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Rồi tiếp tục đến với mã số 11, cũng là cây linh sam siêu hoa luôn. Chiều cao này là 42, tán rộng là 60 nha. Đây hoành thân này của nó là khoảng 16 yếu thôi, tính 15 đi. Đây cây dáng này thật rất là đẹp luôn, đứng dáng bonsai luôn nha. Đây rồi có giá là 1.200.000 đồng bao ship luôn nha. Đây rồi mã số 12, cũng cây là dáng văn nhân rất đẹp nha bà con, sam siêu bông. Chiều cao là 39, tán rộng là 50, hoành thân là 14 nha. Đây dáng là chuẩn văn nhân rất đẹp luôn. Đây cái này hàng thân chậu nha, tàn cũng đã ấm rồi. Rồi cái này có giá 1.000.000 đồng bao ship luôn nha. Đây linh sam dáng văn nhân. Rồi tiếp tục với mã số 13, một cây linh sam siêu hoa luôn nha. Đây dáng hình co lắc đẹp luôn. Chiều cao 36, tán rộng là 39 nha. Hoành này là 14 thôi. Đây thân ở đây cú tròn chữ O rất đẹp nha, đẹp quái luôn. Đây tròn chữ O luôn nha. Rồi cái này có giá 1.000.000 đồng thôi nha. Đây bao trọn bộ phí ship này cho bà con luôn nha. Rồi mã số 14 cũng là cây linh sam siêu hoa luôn. Đây dáng nghệ thuật luôn nha. Chiều cao 31, tán lá rộng là 48 nha. Hoành thân 13 thôi. Đây cây này dáng cũng rất đẹp luôn, tàn ấm mình hết nha, chi tay. Rồi 1.000.000 đồng bao gồm chậu này cho bà con mình luôn nha. Đây mã số 15, đây một cây siêu hoa nữa nha. Chiều cao là 39, tán lá rộng là 53. Cái này dáng giống như cái loại so luôn ha. Đây hoành thân là 13. Đây hình nó lắc đây rất đẹp nha bà con, chi tay tàn ấm mịn hết nha. Rồi cái này có giá là 1.100.000 đồng thôi nha, em cũng bao ship hết cho bà con luôn. Tất cả mặt hàng bên em đều bao ship hết cho bà con, cứ yên tâm thì cứ ship nha. Mã 16, chiều cao của nó là 43, tán lá rộng là 50 nha. Hoành thân là 17 yếu tính 16 luôn đi nha. Cây này thì dáng trực lắc nha bà con. Đây trực lắc đây rất là đẹp luôn, hàng ngắm mình chi tay hết luôn nha. Đây mã 16 có giá là 1.100.000 nghe bà con, 1.100.000 đồng. Đây bao gồm chậu luôn nha. Rồi mã 17 cũng là tác phẩm cuối clip của ngày hôm nay nha. Cây mai chiếu thủy trung nung lá chung. Đây cây hàng thường chậu luôn. Chiều cao là 64 nha, tán rộng là 50. Rồi hoành tổng hai thân là 17 thôi. Cái này hàng thường chậu ta chi giấm hết rồi nha. Về mình treo qua luôn nha. Rồi mã 17 cũng là cuối clip ngày hôm nay nha, có giá là 300.000 đồng, em bao sẽ toàn quốc luôn nha. Cuối clip em xin kính chào bà con và rất cảm ơn bà con đã đăng ký kênh và ủng hộ kênh Bonsai Lại Nguyên nha. Và xin hẹn lại clip sau.
Mến chào tạm biệt quý bà con và hẹn gặp lại vào những clip sau nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.